Xin thân mến chào các em. Hôm nay theo đúng yêu cầu của một số em thì thầy ưu tiên trình bày cho cái ngành này trước, không nào? Thì ngành hôm nay là trình bày đó là cái ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, không nào? Thì đây là cái ngành mà hôm nay thầy ưu tiên trình bày dịch vụ quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Thì trước tiên cái để đi vào tìm hiểu ngành này thì các em tìm hiểu là ngành quản trị du lịch và lữ hành là gì? Thì các em hiểu một cách nôm na như thế này, các em: ngành quản trị du lịch và lữ hành là quản lý và điều hành du lịch, đúng không? Là quản lý và điều hành du lịch. Chúng ta hiểu một cách nôm na như vậy ha. Đối với cái ngành như vậy, cái ngành này thì cái nhà quản lý về du lịch và lữ hành này làm cái gì? Thì cái nhà quản lý này họ có trách nhiệm như này, các em. Thứ nhất, họ phân công công việc cho nhân viên của họ, rồi là gì nữa nào, họ có thể là thiết kế các cái tour du lịch, không nào, rồi họ có thể giải quyết các cái vấn đề mà nó phát sinh trong cái cơ quan của họ, rồi họ có thể là gì, thiết kế các cái chương trình du lịch, rồi họ có thể là tổ chức các cái sự kiện, các cái yến tiệc mà nó có liên quan đến các hoạt động du lịch. Thì đó đấy là cái nhà quản lý, họ có cái công việc như vậy, các em, không nào? Thì mới nghe qua thì công việc này là nói chung đó là công việc quản lý, không nghe, thì nó cũng là một cái công việc lãnh đạo trong các cái doanh nghiệp về du lịch, phải không? Cái vấn đề thứ hai các em cần tìm hiểu, không nào? Đối với cái ngành quản trị du lịch và lữ hành này thì chúng ta học cái gì, không nào? Học cái gì không nào? Thì đối với cái ngành quản trị này, các em, thì các em học về những cái kiến thức chuyên sâu về quản trị du lịch như sau. Chúng ta học về những cái ngành như là địa lý du lịch, không nào? Địa lý du lịch. Hoặc là các em học về vấn đề văn hóa, các cái văn hóa của vùng miền ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam, hoặc là văn hóa các nước trên thế giới, không nào? Các em học về khoa học quản lý, không nào? Khoa học quản lý, hoặc là các em học về quản trị kinh doanh quốc tế, hoặc là quản lý nguồn nhân lực, rồi là học quản lý tài chính, không nào? Các em học về tâm lý và tập quán của khách du lịch, không nào? Rồi là các em học về kỹ năng về hướng dẫn viên du lịch, không nào? Kỹ năng để mà hướng dẫn khách đi du lịch, các em. Rồi là các em thiết kế các tour du lịch, rồi là các em có thể là quản lý và điều hành các tour du lịch, rồi là các em có thể thiết kế và quản lý các cái sự kiện về du lịch, rồi là các em có học về cái tính sáng tạo trong du lịch, không nào? Rồi là các em học về quản trị tâm lý, quản lý đám đông, không nào? Các em học rất là nhiều cái ngành, không nào, mới lạ và hấp dẫn ở trên trường đại học, không nào? Thì đó là những cái môn học mà nó có liên quan đến ngành quản trị du lịch và lữ hành, không nào? Bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ ba, đó là chúng ta tìm hiểu về những cái kỹ năng hoặc là những cái tố chất cần có cho cái ngành này. Thì đối với cái ngành này, các em cần có những cái kỹ năng và tố chất sau đây. Thứ nhất là các em phải có cái đầu óc tổ chức về quản lý, không nào? Các em có khả năng điều hành và giám sát các cái công việc ở tại cái cơ quan du lịch, không nào? Các em có thể lập được các cái chiến lược, các cái dự án, các cái kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp của mình về du lịch. Các em là người mà có cái tính hướng ngoại, thích hòa đồng, thích các cái tổ chức, các hoạt động đám đông, không nào, tập thể, các cái hoạt động mà có tính chất tập thể, các em. Rồi là các em có những cái kỹ năng về lập các cái kế hoạch, rồi đặc biệt nhất là kỹ năng về quản lý thời gian có hiệu quả, quản lý về thời gian, các em biết xếp bố trí thời gian công việc của mình, quản lý được là chủ động trong vấn đề thời gian, không nào? Rồi là các em có một số cái kỹ năng, đó là lãnh đạo nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, và hơn nữa, đặc biệt hơn nữa là các em cần phải có cái kỹ năng giao tiếp về ngoại ngữ, các em biết nhất từ một đến vài cái ngoại ngữ, ví dụ tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, không nào?
thì em biết một hai ngoại ngữ như vậy để giao tiếp với khách. Về vấn đề thứ tư, không, vấn đề thứ tư đó là cái em làm gì và làm ở đâu, làm ở đâu, ở đâu. À, cái này này rất là hay, cái câu hỏi này rất là hay. Đó là khi chúng ta học ra rồi thì chúng ta sẽ làm cái gì và làm ở đâu. Đó, thì đối với cái ngành này em thì các em sẽ làm như thế này. Các em làm nhân viên tại các cái cơ quan quản lý về du lịch và lữ hành, không nào? Các em làm quản lý và điều hành các tour du lịch, các em làm hướng dẫn viên du lịch, hoặc là các em làm tại các cái cơ sở, các cái công ty, các cái trung tâm mà có các hoạt động về du lịch và lữ hành, không nào? Các em có thể là làm nhân viên chăm sóc khách hàng, các em có thể làm ở các cái nhà hàng, khách sạn, làm ở các cái resort, làm ở các cái công ty quản lý của nhà nước, vân vân. Như vậy đối với cái ngành này thì chúng ta cũng có một cái cơ sở để mà làm việc rất là rộng, không nào? Cơ sở làm việc rất rộng. Thì bây giờ để mà làm việc như vậy thì chúng ta phải biết rằng chúng ta các cái trường đào tạo của ngành này là gì, không nào? Qua Quảng Nam. Các trường đào tạo, các cái trường đào tạo về ngành dịch vụ quản lý, các cái ngành quản trị du lịch và lữ hành. Thì đối với các cái trường đại học thì nó có những cái trường, một số các cái trường đại học như này, chúng ta có đại học về Tôn Đức Thắng, đúng không? Tôn Đức Thắng, rồi là đại học tài chính marketing, đại học tài chính marketing, không nào? Rồi là chúng ta có một số các cái trường đại học khác như là đại học kinh tế Đà Nẵng, đại học kinh tế Đà Nẵng. Rồi là chúng ta có thể học ở các cái trường như là đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể học ở đại học Hoa Sen, đại học Gia Định, đại học Hồng Bàng, đại học Văn Lang, rồi là chúng ta có thể là gì các em, đại học Hùng Vương, vân vân. Chúng ta rất là nhiều trường đại học này, đại học ha, đại học Hoa Sen này, đại học Hồng Bàng này, không, đại học Gia Định này, đó, đại học Hùng Vương, không, đó, đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đó nè, vân vân, rất là nhiều trường kia, thậm chí cả đại học Huế, đó nè, đại học ở Huế nữa kia, Huế, đó, đại học ở Huế, rồi ngoài ra các em còn có các cái trường cao đẳng nữa, cao đẳng du lịch ở Huế, rồi là đại học công nghiệp, không nè, vân vân, nói chung là chúng ta sẽ có nhiều cái trường đại học như vậy ha, các em. Đối với cái ngành này thì cái khối thi như này, khối thi có A00, A01, không nào? Khối thi cũng rất là đa dạng, C00, C00 hoặc là D01, D01 hoặc là D14, D14 nha, D14. À, như vậy thì cái nhóm này cũng nhóm khối thi này cũng tùy theo từng trường và tùy theo từng cái lúc xét tuyển em. Bây giờ đã đối với điểm thi điểm lấy đầu vào game, đối với điểm lấy đầu vào của môn này thì lấy từ 17 điểm em cho đến là 27 điểm đó, thì tùy theo từng trường và tùy theo từng cái khối thi thì cái khối tuyển vào đầu vào thì nó có thể khác nhau. Như vậy ở đây là cái khối thi, còn đối với cái cơ hội nghề nghiệp của cái môn này game thì theo cái trung tâm dự báo nguồn nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh, không nào, đến năm 2025, không nào, 2025 thì cái nhóm ngành này cần khoảng 27.000 cần lao động đây, trong cái lĩnh vực dịch vụ về du lịch lữ hành này thì nó khoảng là 27.000 lao động, đúng không? Như vậy thì nó cũng chiếm một cái lực lượng lao động rất là lớn. Đây là riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh nha, còn đối với cả nước mình thì có số lên hàng trăm, không nào?
Bây nói sơ thêm một chút về cái này em, quản trị du lịch và lữ hành, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, đúng không? Được xem như là một cái ngành công nghiệp không không khói, và quản trị du lịch lữ hành là một cái ngành kinh tế mũi nhọn, giàu tiềm năng, đặc biệt nhất là trong cái xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đúng không? Thì đây là một cái ngành mà nó tương đối là có cái khả năng phát triển còn rất là lớn, đúng không? Thì mong các em qua đây thầy cũng giới thiệu một vài điểm như vậy, thì mong các em lựa chọn dựa vào cái khả năng của mình, dựa vào gia đình và cái nhu cầu của xã hội, không nào, để mình coi thử mình có đáp ứng được không, không nào. Thì các em chọn được cái ngành nghề phù hợp với bản thân, chúc các em thành công. Các em nhớ nhấn đăng ký subscribe và chia sẻ để giúp để ủng hộ kênh, và xin chào và tạm biệt.